chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello mọi người đã quay trở lại kênh Top 1 Tem Nát của mình nha anh em ơi. Ở clip này á thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về trận đấu khá là siêu căng luôn nha. Hơn 25 phút khi mà hai team đang khá là căng màn thế trận luôn. Team mượn ép team mình rất là lép vế đó mọi người. Nhưng mà được cái là ngược lại là team mình có cơ hội lật kèo nha. Thì mọi người không có già nhầm nữa nha. Trước khi vào video á thì mọi người nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, vào trận đấu thôi. Mời anh em theo dõi hết clip này của mình luôn. Đối đầu bên kia của mình là thằng Erin AD này nha mọi người. AD Erin này á, có nghĩa là trước kia mình có nghe đồn là nó sẽ thay thế vị tướng bên heo của mình. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là không thể nào mà làm mất các cô vị tướng bên heo mình được anh em. Vì bên heo mình nó là vừa sát thương và vừa đam phép luôn nha. Đấy, nên nói chung là mỗi thằng có mỗi chất tướng riêng thôi. Chứ một số anh em kêu thì có thể thay thế bên heo, nhưng mà đối với mình là chất bên heo là số 1 rồi. Bên heo nếu tính ra là nó là xạ thủ mình chơi nhiều nhất trong game luôn mọi người. Đấy, ở đường mid thì đâu có đánh nhau nữa, rồi vô tranh rất là liên miên luôn. Một thằng lên một đêm số rồi này, thêm thằng Nagarok chắc chắn lên một đêm số rồi. Mình nhìn trên bản đồ nhỏ là mình thấy thằng Nagarok này nó cũng đã yếu máu rồi. Phát hiện ra thằng XP và thằng AD mình đã ngang bùa xanh bùa đỏ tên mình rồi. Mình có cơ hội mình sẽ lâu vào mình tìm nó nha. Quanh xuống này, trận này thì XP mình là thằng Richter. Richter được cớ là nó gây sát thương, nó cấu rỉa được, nhưng mà được cớ là nó không có bổ kem mình anh em. Nên khi mà anh em chơi đêm mà gặp Richter thì mọi người cũng hơi nhớ một chút nha. Vì Richter nó chỉ đánh nhau thôi, cấu rỉa lên sốc đam, chứ còn là bổ kem mình thì thua rồi mọi người. Bán một phát này, lầm chậm một phát này, nhưng mà Erin tóc biến mất, né được anti của mình. Giờ này thì các thành viên của mình xuống sẽ ăn con rồng này nha. AD và mid team bận thì đã lui về rồi. Đùi, thằng XP nó lâu lên nó gõ mình mọi người. Tâm thiên đế này, một phát thường nữa thôi mọi người. Qua này chắc mình tập biến lên mình chai nó luôn quá anh em ơi. Nhưng mà không có giống nha. Khi mà mid team bận đã lâu xuống bán mình khá là đau. Hay rat team mình cũng đang khá là hổ bấu luôn. Nhưng mà Erin, ôi thằng Twitter làm gì đây, yếu máu rồi, nhưng mà ông lại liều quá. Thôi mình qua này thôi, về luôn. Tóc biến vô nghĩa rồi. Đây, về luôn. AD nó không có lên câu chiêu được mà AD còn hoài. Ăn xong con lính nhỏ này mình sẽ lui về hồi máu mọi người. Thằng Ryuma tay mận đang xuống lên nha. Nó mang nó định câu chiêu mình hay vô nó ban trụ hay sao. Thôi mình lui về sau một chút cho nó ok. Đấy, nó lại lên kìa. Mày làm gì đấy? Ui trời, nó quay lại tóc biến cái trọt mình mọi người. Ngu ngừ luôn. Ảo quá nha. Quay là chơi biết ngay mà, mình quay trở lại mình bán hỗ trợ thôi, nhưng mà thằng Ryuma nó liều ghê mọi người. Tôi hồi sinh ra thì tiếp tục mình lên hỗ trợ đồng đội của mình khi đang đánh nhau ở đường rồng của mình. Tên bận đang có ấy công bùa đỏ này, nhưng một kill mà lên được thằng tôi chơi hai người nữa kìa. Rừng và XP tên bận là lên bảo số rồi. Khi mà đã vô tranh xong hết rồi, công bùa đỏ đã cướp xong thì mình chuyển qua đường rồng của mình để mình form lính nha. Không có lên đánh nhau nữa. Giờ này mình đang bị phế một mọn rồi, khá là yếu. Trong khi đó Richter thì không có bổ kem mình bao nhiêu hết, chỉ có đánh nhau là uống dỗ thôi nha. Ryuma hiện tại đã 3 màu rồi mọi người, khá là xanh. Ở đường trên thì Murat hiện tại cũng đang trôi đột chiêu thúc với thằng Ryuma này. Nhưng mà không biết là cao chiêu có cơ hội ăn không. Mình thấy trong món đồ nhỏ thì thằng nó cũng khá là yếu máu rồi. Nhưng pha này ok ngon lành rồi. Chấm nhất bớt cái chuỗi của thằng Ryuma đi nha, để cho nó khỏi canh dưới đường dưới này. Hay ba thành viên của team bận đang trong cái buộc cái trụ của mình mọi người. Nhưng mà có XP mình bổ ok, có rừng mình xuống rồi, nhưng mà bán được không. Một mận này trả thù là cái mận lúc nãy nha mọi người. AT team bận ba này chắc toàn với mình rồi, tóc biến lên lầm luôn nha. Nhưng mà được cái là thằng Rat nó đẩy về thôi, mình cũng yếu rồi, mình lưu lại từ từ mình hãy lên nha, tránh trường hợp lộ sai. Sau khi giao tranh xong á, thì mình sẽ ăn con chim nhỏ này. Không có gì hết thì mình sẽ biến về mình hồi máu. Tranh thủ mình lên trước cây thanh kiếm nha. Bán mới thấm tìm nó mọi người. Hồi máu xong mình tiếp tục mình lên trụ rừng rồng của mình thôi.
khi mà hơi cái đợt lính đang vô tranh khá là thế căng bàn, anh em phải lên sớm nha, không lên sớm là lính của mình đang bị quấy tới mở bán lại một bán chát ấy, nên anh em bắt buộc là phải tranh thủ lên để mình form nấp trăng lầm hà ngay này, tranh thủ mình bán liền nha, chứ để nó mất xe uống mọi người. Nhưng mà được các ai ring này nó có điểm bốc thực sự luôn ấy, thằng này nó lên full phép mọi người, nên cái chương một nó câu khá là thấm luôn nha, anh em thấy không, mắc một ca máu ấy. Ui cái gì đây, Nagarok làm gì đây, bán trụ hả? Ui trời ơi, khoa này chắc lên toàn anh em mình luôn. AD và XP team mình lên vào được số đấy mọi người. Rừng team mình đã cấu rỉa được không, ăn được XP team mận, nhưng mà đã quả cầu bán xương, hai thành viên của team mận cũng còn yếu máu, nhưng mà rừng của team mình đã chọn đường lui về mọi người, không có lên câu nha. Ở đường mid thì lính team mình đang đợi đang đợi team mận đang đợi đang đẩy lên khá là co luôn ấy. Rat thì đang canh đường trên, không biết là ăn được mận nào hay không, nhưng mà quanh cho bị đếp trụ nha, chứ không mà để lính nó bán gãy cái trụ ấy. Sau khi hồi sinh thì tiếp tục mình sẽ lên lại cái trụ của mình mọi người, trụ mình đã bị gãy mất rồi. Khi mà đi với Victor thì cũng hơi sợ sợ một chút vì không có bổ kem mình được nhiều. Form xong thì bán mấy con quái này nha mọi người. Tên bạn đang ăn rồng này, nhưng mà đã ăn mất rồi. Giờ này mình sẽ lên phía sau nha, bạc hậu cho XP tên mình. Nhưng mà thằng ui hay quá, thằng này nó bán mình này, bán mày từ nãy giờ mày cứ theo mà đập thằng AD tên mình biết thôi. Bán cái mày phát này cho mà lên bộ luôn số này. Ui anti hụt lần hơn mọi người. Được Nagarok mình sốc đam mình tóc biến ra mình bán nha. Mày này thành công ăn được Nagarok luôn mọi người ơi. Nhưng mà đã dính chiêu một của thằng Arin, nên hiện tại lượng máu của mình nó khá là thấp, mình sẽ biến về mình hồi máu nha. Hay thằng Nagarok yếu máu mà lâu vào phải trả giá ngay anh em. Sau khi hầu về thì mình đã thấy cái trụ mít của mình đã bị gã mọi người. Hay khá là tiếc luôn nha. Và đó thì Rat nó ganh cũng khá là mạnh đấy, 3-1 rồi. Mình cứ nghĩ là Rat nó lên một số nhiều mọi người, nhưng mà cũng may đâu là Rat này nó vẫn còn hy vọng để cứu team. Thấy thằng Erin nó yếu máu mọi người, nhưng mà hiện tại mình không có tốc biến nha, không có giống lên cơ. Erin này nó có khá là, nó cũng cơ động hơn team của mình rất là nhiều mọi người, nên thôi mình sẽ lui về nha. Tranh thủ mình chuyển qua bên này con kỳ nhông này. Rồi. Nhưng mà được kết là trận này mình sẽ lên rìu sớm mọi người. Thằng ôi nó thấy luôn kìa, nó lụa sai hay sao ấy, nó hết map hay không biết, nhưng mà thằng Nagarok này nó cũng lụa sai, biết là thằng chắc là mình nghĩ là chắc thằng Arin nó thấy trước rồi nó pin nha. Và này không biết ăn không, nhưng mà thôi mình từ từ, mình nháp quá mình lưu về. Nagarok lên sốc đam một phát là lên mở số luôn ấy, ăn lính luôn. Đường chơi của mình thì may quá là Murat đã lấy được một trận, lấy được một trụ rồi mọi người. Mình tay mình đang bị gãy hơi trụ nha, gãy đường mid qua đường rồng của mình, nhưng mà lợi thế vẫn thuộc về tay mình khi mà cái mận, số mận của tay mình ăn là nhỉnh hơn tay mận 5 mận nha, 13 tóm rồi. Mình thì hiện tại đang khá là xanh bóng ha một, mình giờ là núp đây nha, nếu mà lỡ thằng Arin mình nó lên cô á thì mình dùng anti bật lên mình bán nó nha mọi người, còn nếu mình không lên thì thôi mình đếp lính. Thôi chắc là nó không lên đâu mọi người, khi nó đi qua mic rồi. Nên thôi mình đếp lính nha. Lên quy trì máu trước rồi mới lên cây xương giáp mọi người. Trang bị thứ ba này mình sẽ lên cây trì máu vì nó sẽ giúp mình trụ đường nhiều hơn anh em. Anh em mà lên xương giáp cũng được, nhưng mà bán thì trụ đường thì nó sẽ không có được ok hơn. Hay có đánh nhau ấy, đừng biết nha, mình sẽ xong qua mình bán nha. Nagarok tay một phát cái kia, không lên bao nhiêu số rồi anh em ơi. Nhưng mà được may quá là rừng mình đã có ác, đã ăn được một mạng của thằng Nagarok nha. Mình thêm một kill hỗ trợ này, thằng Omo mình cần bóng lên đây này anh em ơi. Ây, thằng này ngu này, quanh chắc lỡ thì gặp mình là toan rồi. Thành công mình ăn bóng thành viên của tên bọn luôn. Có cơ hội mình lật kèo lấy luôn một cái trụ mít của mình. Ui trời ơi toan rồi, hết me. May quá là không có lên bao nhiêu số mọi người. Ryuma nó canh nó chọt mình một pha thật là thập tùy nhất sinh luôn. Chỉ còn một phát chặt thường là mình lại mở đếm số mọi người. Tranh thủ mình ăn luôn con bùa đỏ nha, khi mà rừng thì mình đang ở tiền tranh rồi.
ăn luôn cho nó hồi máu mọi người. Với lại giờ này rừng của mình nó cũng không có ăn đâu, nó đợi lâu quá thì nó cũng di chuyển đi nha. Rồi hay quá Rat ơi, Murat ơi, mình hay nhầm thằng Rat với thằng Murat mọi người. Tranh thủ bán này anh em thấy nổi chí mòn không? Rồi sau mình đã được giờ này là mình đâu khó làm mạnh rồi, bán này ok, tranh thủ mình hồi thêm một cái lượng máu cơ khóa rồi mình sẽ lấy luôn cái trụ này nha mọi người. Airing này anh em thông bộ xong bộ một thang lên bấm số này, không ăn được airing rồi mình trụ mình bán đang bị trụ bán thì mình sẽ lui ra. Tranh thủ mình em mấy con quái nhỏ nhỏ này mọi người, kiếm cái lượng tiền khó khóa nha. Chắc mình sẽ lấy luôn cái trụ siêu cấp này trước mọi người. Hay không biết cái bọn nó lên bấm số rồi nên không có ai mà đếp đường hết, chỉ có airing thôi. Lính của tên mình tờ cũng đã hết rồi nên mình sẽ di chuyển về nha. Các thành viên của tên mình dần dần cũng yếu máu rồi nên không có vô tranh nhiều. Bán này pha này, ui pha này không có tốc biến rồi toàn rồi anh em ơi. Eric ơi, rừng tên mình help me. Ui không được rồi anh em ơi, pha này hơi ẩu một chút cho mọi người, lên hỗ trợ thằng Richter nhưng mà không ngờ là mình là người lên bỏ lên số nha. Pha vừa rồi thì hơi ẩu một chút khi mà bị Arin với thằng Realman nó công mình mọi người. Sau khi hồi sinh thì các thành viên của tên mình cũng đã nằm xuống hết pha đó nha. Mình hồi sinh ra thì tên mình cũng bắt đầu hồi sinh lại mọi người. Đấy, trong phần đó mình cũng hơi bớt một chút cho đồng đội của mình. Tranh thủ mình ăn mấy con quái nhỏ ở đường dưới nè mọi người, khi dần dần lên tới trụ heo của mình rồi. Anh em chơi AD á, ui thằng Oba này, qua này rất ngấm rồi, bán này. Rồi mình có được rìu rồi, bán cho solo với nó luôn anh em ơi. Mày solo này, cho luôn khô máu mà luôn này. Mày này, mày an quang này. Thành công ăn được Oma mọi người, trâu thì đánh lâu cũng lên bận số thôi mọi người. Chỉ sợ là có thành viên của tên bọn tới hỗ trợ nó thôi. Chứ còn nếu mà không có hỗ trợ thì sao mà đỡ được với mình nha. Mình có hồ máu rồi, có xuyên giáp nữa rồi, ok rồi. Tranh thủ mình sẽ ăn con bùa đỏ này nha, chứ để không nó phí mọi người. Ăn xong rồi để thời gian nó hầu lệ cũng nhanh đấy, nên em cứ chia nhau ra ăn thôi, không có gì phải sợ hết nha. Đường chân của mình thì hiện tại đã có vô tranh rồi, nhưng mà mình lên không có kịp mọi người, nên mình sẽ ăn cái đợt lính ở đường mid này rồi mình sẽ chuyển lên sau. Team mình giờ này chắc chắn là sẽ ăn, ui vừa nó xong rồi luôn mọi người, định ăn Seiya nha nhưng mà ăn không được. Giờ này mình sẽ lên mình qua thứ thằng Arin này, nó lên câu không mình sẽ bí nó nha. Rồi không được rồi, bắt nó, ui nó lui về sau quá rồi anh em ơi, không có biết kịp nha. Mày ôi không được rồi. Thằng Oma này nó gõ mình, cứ tìm mình là đánh thôi nha mọi người. Qua vừa rồi mình bán nó một mận hay sao nó cây cứu hay sao ấy. Mọi người lui về trước nha. Mày này, ví theo này. Có phi kiếm rồi mọi người. Tranh tới là mình bán nha, bán hồi siêu máu rồi mình sẽ lên mình ăn luôn thằng cơ hiu này. Thứ tơ mình hiện tại đang khá là trao bò luôn. Ví theo thằng cơ hiu này nó bán mấy canh tay rồi thôi thì nó phế đó mọi người. Nhưng mà được tất cả lợi thế khi mà anh em chơi Go Heal là phải có thằng XP nó trao nó căng phía trên nha. Thì may đâu mà tên mình thằng Go Heal nó mới bán được, nó mới đế được. Nó dùng 10 sao ăn, chứ còn không vậy thôi. Mày solo này yếu mà là gió là ủ trời ơi. Xong một pha vừa rồi thì mình công lan bị nó còn đắp nó chạc mình anh em. Hơi ẩu một chút nha, nhưng mà giờ các thành viên của tụi mình bắt đầu quen game rồi mọi người. Máy có ba chiếc sòm không mọi người? Ngoan ngờ tranh thủ mình cố gắng mình đừng có bị lại bỏ số ngái ngẩn nữa nha. Mai này kênh mai gặp team nó ra thì mình sẽ bán nha. Mày này, ui thằng Oma này nó cứ tiếp mình, ui thằng Nagatok thêm ra nữa mọi người. Pha này chắc chắn toan rồi, toan thật sự rồi. Pha vừa rồi thì bị lụa sai mất anh em. Thằng Oma nó cứ gặp mình là nó cứ bấy mình nó chặt kìa. Thêm thằng Nagarok nó đang me mình nữa mọi người. Nó tao mình lại bỏ cái số hơi pho vừa rồi rồi đấy. Nên giờ này mình sẽ cẩn thận hơn nha. Khi mà vô tranh thì mình sẽ né hết thằng này ra. Mình sẽ không để cho thằng Nagarok nó bắt mình nữa mọi người. Rồi lính đang giận lại khó cô nha. Pho vừa rồi thì có thành viên của tên mình lại bỏ lên số hết luôn mọi người. Nên được tên bận ăn con Seiya này. Trận này thì cũng đang có là căng kèo luôn, khi mà hai bên đều đang căng thẳng nha, không có bên nào có lợi thế hơn anh em. Nhưng mà được cái là bên mình thì còn một cái trụ này, còn bên team bọn thì đã mất hết cái trụ rồi nha, chỉ còn ba trụ siêu cấp thôi.
giờ này mình sẽ thủ cái trụ này là chắc chắn giữ lại nha mọi người, chứ không là gãy nữa là nó uy hiếp cái trụ siêu cấp của mình khó là cô. Rồi mình sẽ lên cái dốc hồi sinh nha. Mình định lên cái rìu yoga nhưng mà lỡ rồi, thôi mình lên dốc hồi sinh anh em. Mày này, mình giờ này không có đủ tiền để mình bán đồ nữa mọi người. Khi lúc đầu mình đã lên cái đô già với là mình lên luôn cái đô sáu tâm vàng ấy. Nên thôi nha. Khi sau mà hồi sinh, dốc hồi sinh mình đã mất rồi á thì mình sẽ lên cái rìu yoga mình bán. Đây, tên bọn đây người ta đang ép lên rất là đông luôn nè mọi người ơi. Tranh thủ mình sẽ xóa hỏa lực nha. Thằng một thằng Ryuma này, Ryuma này, Oma tên bọn đã lên một số rồi. Và này mà có rìu yoga là ngon lành luôn anh em ơi. Khi mà có thành viên tên bọn thằng ui, là tóc lại tiếp tục thành mình nhưng mà không sao, mình có giúp hồi sinh. Một bọn lên bọn số này. Ăn được ba thành viên của tên bọn nha, bắn rìu yoga liền mọi người. Nếu mà thằng Oma trao quá thì mình sẽ bắn lâu dài nha, mình sẽ lên kiếm thanh nick mọi người. Để bán trộm tốt phần trăm tốt phần trăm máu của tên bọn nha, tốt phần máu của cái địch. Này nếu mà tên bọn của thằng Oma mà bán nó không thấm nữa thì mình sẽ lên ấy kìa, con lành đầu này, AB tên bọn đi lẻ đấy. Một kill khi mà đã dính rìu yoga của mình sẽ làm chậm 10% 20% rồi. Nên thằng Irene mới chạy không có thoát được đâu, phần đó đâu. Bán là có rìu là cũng trao một chút nha mọi người, anh em thấy trao không? Dính gần hết nguyên cái combo anti của thằng Toa Hiu rồi nhưng mà vẫn không có thấm bao nhiêu. Nhưng mà được cái là mình vừa lan là lợi ngay đúng cái lúc cái chiêu anti của thằng Toa Hiu anh em. Anh buộc mình phải lưu về, mình sẽ hồi sinh máu là của mình. Bán thêm về con quái đó là sẽ full cay mọi người. Khi mà anh em có full quý kiếm rồi. Thằng Na Đốc tiếp tục mới lì lẻ một mình này. Mày này. Bán nó. Ui Na Đốc chạy khá là nhanh luôn. Giờ này mình sẽ đi từ nha, mình không có cho hết thằng đó nó combo cùng một lúc mình. Thằng Oma nó vô nó ôm, còn thằng Na Đốc nó sẽ sóc, nó sẽ cấu rỉ lẻ mọi người. Về đấy chỗ kìa, về đấy chỗ kìa. Đường tranh đang làm gì đây? Thôi rút về anh em ơi. Mình giờ này mình sẽ lưu về sau luôn mọi người. Khi có thành viên của tâm mình đang đếp nhà đang thằng lên vào số nữa. Thằng Murat làm gì pha này? Thôi chuyển qua mình sẽ đếp đường lính ở dưới nha. Pha này chỉ sợ là tâm bọn An Kisaya này mọi người, không có lên câu được. Trình độ bán mấy con này rồi mình sẽ lên nha. Victor lên kiên công đi, Victor lên xe ra đi. Đây, ăn sau con này mình sẽ qua luôn mọi người. Đấy, thằng Erin nó đi lại một mình này, nó quá gặp anh Sương rồi, né anh Tây của nó nha. Bán mày này, nhưng mà không được, thằng Oma này nó đâu tóc, mà mình tóc biến, dùng tóc biến. Oma nó cứ gặp mình là nó lên nó bự á. Hay quá, ăn luôn đường ơi. Ok, ngon lần đầu mình sẽ lưu về sau nha mọi người, hầu máu rồi mình tiếp tục mình sẽ lên thôi. Tên bọn thì đã lên bằng số 1 người rồi, chỉ còn 2 người thôi, Ryuma và Oma. Giờ này thì các thành viên của tụi mình cũng đang khá là yếu rồi. Nói nhiều quá mình ho nè. Máy na nó bị cỏm nha, anh em thông cảm. Từ từ rát, nó đứng đâu đây nè, rát ơi. Đây, mày này. Hồi sinh rồi đó, hồi sinh này một thằng này. Ấy, kìa. Trời ơi, fan này khá là dở luôn mọi người ơi. Đi đâm vô tường anh em. Cay thật sự luôn nha. Bật công ty lên bán là ngon lành đầu. Nhưng mà lại tiếp tục mình đi tâm đầu vô tường. Má cay thật sự luôn. Rồi. Nhiều khi anh em chơi quen rồi thì ít dùng công ty lắm mọi người. Đang anh em thông cảm mình phải nói nha. Rồi lưu về sau mọi người. Giờ sẽ bán ra, mình sẽ lên cây kiếm thanh nick nha anh em ơi. Công ty nó hơi chậm một chút nhưng mà được đó là AD lên đồ lại đi. Tầm mắt tầm mắt. Đồ này là đồ chuẩn rồi đó bạn ơi. Đấy. Nên giờ này mình sẽ đi theo cái cài thôi. Đừng cho tánh lộ trường hợp đồ sai nha mọi người. Không có tóc biến đồ nữa nên cũng hơi quen. Mày anh Nagarok này. Đừng cho thằng đó. Mày nhảy đâu. Nhả đi đâu này. Một phát kết liễu Nagarok luôn anh em ơi. Thằng Oma đang gõ mình hết lọc đau luôn. Anh em hết mi cứu nha. Mình bán được thành công. Ăn luôn thằng. Rồi pha này toan rồi. Má cay thật sự luôn. Cứ gặp thằng Oma là nó cứ ra nó lâu đầu nó gõ mình mọi người. Ở đường dưới thì lính siêu cấp đang lên khá là cao kìa. Và vừa rồi thì cũng may là ăn được 4 thành viên của tên bọn mọi người. Khi mà thằng Oma nó lâu vào mình nó bán nha. Mình không hiểu pha đó thì bán nó không có thấm bao nhiêu mọi người. Không biết sao hết nha. Nhưng mà cũng lấy luôn may quá là không có lấy bớt cái trụ siêu cấp của tên mình nữa.
chứ không mà đường dưới hiện tại thì mình đã thấy muốn gãy là một người khi một pha vô tranh vừa rồi hơi lố một chút thì ba con xe do nó lên nó công cái trụ đường dưới của mình mọi người, nên nó cũng muốn gãy cái trụ đường dưới rồi, hơn nửa cái máu rồi, nhưng mà được có là gặp thằng mua đánh nó lui về kịp nha, không là gãy luôn cái trụ siêu cấp đường dưới là hơi bị đen ấy. Đây là tiếp tục có đánh nhau mọi người, mình hãy vô nha, mình giờ này có tóc biến đồ ngon lành rồi. Trường hợp vừa rồi thì không có tóc biến nên mình cũng không có thể nào mà lui về sau được. Có lẽ đơn giao tranh đã trở giữa mặt trận của tên bọn rồi, không có lui về được sau nha. Mày nấp à, nấp à, anh à. Từ Lan không có kịp đâu, đếp đến đi. À, đi lẻ này. Ôi, bán đau quá, mình tranh thủ mình format con lớn này, tránh hầu là mất máu nha. Ai, 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 làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây này. Erin một phát Lan bỏ luôn số đó mọi người. Thì mình có yếu máu nhưng mà được kế mình lên 35% tốc độ hồi máu lần ấy, 35% hồi máu nên bán nó cũng hơi không hơi bị khó là thấm á mọi người, hồi máu cũng khá là nhanh nữa. Thì có một số anh em kêu mình đó thì tại sao không lên công tầm ma nha, nhưng mà mình đánh giá là công tầm ma ở bảo meta này thì nó bị phế rồi mọi người, phế cực kỳ rồi, do gà đoán nó ưu ế một số đồ cho bên riêng người xạ thủ mình rất là nhiều rồi, nên bắt buộc là nó phải nát cái công tầm ma nên là đây nhiều lúc là mình không ấy, không có dùng công tầm ma. Bán này vô hại quá rách ơi, tranh thủ mình lan luôn con xe do nha, đừng có để tăng năng rất mất tuần trị rồi ngon lành luôn. Đây có người chơi đã khóa rồi, là tên bọn đang hiện tại đang chửi nhau rồi mọi người. Đây ngon lành rồi, có cơ hội đánh tem ấy, pha này chắc chắn là tem mình có cơ hội win sớm rồi mọi người. Khi mà năng rất tên bọn đã lên mở số rồi, có thành viên của mình còn nguyên hết, thêm con bùa xe do nữa có là lợi thế luôn nha. Mày này, anh em thấy anh đang thấm không? Mày này. Lúc nãy thì không có tóc biến nên mình không có giống bán nhiều mọi người, nhưng mà đã có tóc biến rồi nên mình không có sợ nữa. Hay, quả này đáng lý ra là mình nên định tóc biến vô mình ăn mic luôn rồi, nhưng mà thôi, không có tóc biến nên thôi. Ơi, còn là tóc biến của cái trụ cho mình ăn luôn nha. Mày này rồi, chấm dứt thằng đó tại đây luôn anh em ơi. Mọi người đã xem mấy clip của mình nha. Nếu thấy hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bye bye anh em.